5 bộ phận dễ bị tổn thương nhiều nhất khi mắc bệnh tiểu đường. Vâng, xin kính chào quý cô bác và các anh chị đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe 999. Quý vị thân mến, trước khi đến với nội dung chi tiết ngày hôm nay thì các bác hãy bình luận xuống phần bên dưới bản thân đang gặp vấn đề gì với bộ phận nào trên cơ thể hay là đã bị biến chứng gì chưa nhé. Bởi vì nhờ vào những chia sẻ về bệnh tình của các bác mà chương trình sẽ hiểu rõ hơn về tình trạng mà các bác đang gặp phải. Còn bây giờ thì xin mời các bác hãy cùng đến với những nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Ở phần đầu tiên thì chương trình sẽ chỉ ra 5 bộ phận bị tổn thương nhiều nhất khi mà bị bệnh tiểu đường, mọi người cần biết để phòng tránh ngay lập tức. Tiếp theo là phần thứ hai thì đó là chương trình sẽ chia sẻ về con đường kỳ diệu giúp hóa giải bệnh tật, thân tâm an lạc và không cần phải dùng đến thuốc. Bởi vì với mong muốn lớn nhất chính là bà con hãy tự dựa vào chính bản thân mình để khỏi bệnh hơn là dựa vào thuốc hay bất kỳ một phương pháp điều trị tốn kém nào. Chương trình luôn muốn tìm ra những phương pháp hiệu quả nhất để giới thiệu tới bà con hữu duyên xem được video này. Nên chính vì vậy mà các bác đừng bỏ lỡ một phút nào của video này mà hãy dành trọn vẹn thời gian để theo dõi từ đầu đến cuối chương trình. Và trong quá trình theo dõi thì nếu như các bác có gặp bất cứ câu hỏi hay ý kiến thắc mắc gì cần được hỗ trợ thì vui lòng để lại bình luận phía bên dưới để ban biên tập của kênh Sức Khỏe 999 sẽ hỗ trợ quý vị nhanh nhất và sớm nhất. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với nội dung chi tiết ngày hôm nay. Ở phần đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu 5 bộ phận bị tổn thương nhiều nhất khi mắc bệnh tiểu đường, mọi người cần biết để tránh ngay lập tức. Trước hết thì chương trình xin nhắc lại, nguyên nhân khiến cho cơ thể bị tổn thương các bộ phận là do mức đường trong máu luôn cao và người bệnh không biết kiểm soát hoặc biết mà không áp dụng kiên trì dẫn đến việc không giảm được lượng đường huyết. Vậy thì khi nào xác định là đường huyết trong cơ thể luôn cao? Thứ nhất đó là dựa vào kết quả đo đường huyết tại nhà vào hai thời điểm đó là khi đói và sau ăn từ 1 cho đến 2 giờ. Chỉ số đường huyết lúc đói thì nên được thực hiện vào buổi sáng sau khi bệnh nhân đã nhịn ăn được từ 8 cho đến 10 giờ. Và với người bình thường thì chỉ số đường huyết an toàn sẽ dao động từ 4 cho đến 5,9 mmol trên lít, tương đương với 72 cho đến 108 mg trên decilit. Và khi chỉ số này vượt quá 7 mmol trên lít thì có nghĩa là các bác có khả năng đã mắc bệnh tiểu đường. Và sau khi ăn 2 tiếng thì quý vị có thể kiểm tra chỉ số đường huyết để biết lượng đường trong máu và có cách điều chỉnh chế độ ăn phù hợp. Nếu như chỉ số đường huyết sau ăn ở các mức dưới 7,8 mmol trên lít là chỉ số đường huyết bình thường và an toàn, từ 7,9 cho đến 11,1 mmol trên lít là cảnh báo dấu hiệu tiền tiểu đường. Và nếu trên 11,1 mmol thì có nguy cơ cao là các bác đã mắc bệnh tiểu đường. Bà con nên thường xuyên theo dõi bảng chỉ số đường huyết để biết được mức đường huyết thấp, cao hay mức có thể chấp nhận được. Tuy nhiên thì các bác cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để được hướng dẫn cụ thể và cho lời khuyên chính xác. Thứ hai, dựa vào những dấu hiệu của cơ thể. Ở mỗi cấp độ thì bệnh tiểu đường sẽ có những dấu hiệu khác nhau nhưng cơ bản hầu hết người bệnh tiểu đường sẽ có các dấu hiệu sau đây. Đầu tiên đó là tiểu nhiều. Do nồng độ đường trong máu cao nên cơ thể sẽ tự phản ứng để loại bỏ lượng đường này khiến cho người bệnh luôn có cảm giác buồn tiểu, nhất là về ban đêm. Tiếp theo là chóng mặt và hoa mắt. Chất lỏng có thể hình thành trong tròng mắt khiến cho người bệnh có cảm giác như mình bị mờ, nhìn không rõ. Tiếp theo là khát nước. Việc đi tiểu nhiều lần sẽ khiến cho cơ thể của người bệnh bị mất nước nên họ luôn cảm giác thấy háo nước. Tiếp theo là lâu lành vết thương. Do lượng đường trong máu cao nên các vết thương sẽ dễ bị nhiễm khuẩn và kết quả là vết thương lâu lành. Tiếp đó là nhiễm trùng. Cơ thể dễ bị nhiễm trùng do hệ miễn dịch suy giảm. Dấu hiệu tiếp theo là ăn nhiều nhưng lại rất nhanh đói. Cảm giác đói nhanh là do nồng độ insulin cao trong cơ thể. Và bên cạnh đó là một số dấu hiệu khác như ngứa da, giảm cân đột ngột, khó chịu và mệt mỏi v.v. Như cô bác bị tiểu đường đã biết, đây là một trong những căn bệnh nguy hiểm. Bởi lẽ không đơn giản chỉ làm cho sức khỏe suy giảm, mà khi bị tiểu đường, biến chứng có thể gây ảnh hưởng tới nhiều bộ phận trong cơ thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Và dưới đây là 5 bộ phận bị ảnh hưởng nhiều nhất khi mắc bệnh tiểu đường. Các bác cần phải biết để phòng tránh ngay lập tức trước khi quá muộn. Bộ phận đầu tiên đó là tim mạch.
Các chuyên gia cho biết tiểu đường và bệnh tim mạch thì có liên quan chặt chẽ đến nhau. Các bác bị tiểu đường luôn luôn phải nhớ một điều, đó là đường huyết trong máu cao thì sẽ làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và bệnh mạch vành. Đây cũng chính là lý do vì sao chương trình luôn nhắc nhở các bác phải thường xuyên kiểm tra chỉ số đường huyết và chỉ số HbA1c để kịp thời điều chỉnh nếu chỉ số này tăng lên quá cao. Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia lại gọi biến chứng tim mạch là sát thủ đối với bệnh nhân tiểu đường. Biến chứng tim mạch của bệnh đái tháo đường rất phổ biến, không chỉ gây tăng đường huyết, xơ vữa mạch mà còn có thể gây suy tim, nhồi máu cơ tim, thậm chí là tử vong. Và để duy trì sức khỏe, bảo vệ bộ phận quan trọng này của cơ thể thì các bác cần hiểu rõ các biến chứng của tim mạch, dấu hiệu nhận biết để biết kịp thời chữa trị. Cơ thể gây biến chứng đái tháo đường trên bệnh tim mạch khá phức tạp, nhưng các bác chỉ cần hiểu đơn giản đây là hậu quả của tổn thương mạch máu và tổn thương thần kinh tự chủ. Các bác hãy luôn nhớ rằng việc đường huyết tăng cao chính là điều mà các bác nhất định phải quan tâm. Tình trạng này sẽ kéo theo hàng loạt các rối loạn như rối loạn mỡ máu, nội mô khiến mạch máu bị tổn thương. Điều này tạo cơ hội cho các mảng xơ hình thành, làm giảm lượng máu nuôi dưỡng các cơ quan như tim, não hay bàn chân v.v. hoặc tạo ra các cục máu đông gây nhồi máu, đột quỵ. Và nhìn vào hàng loạt những hậu quả của việc để cho đường huyết trong cơ thể tăng lên quá cao thì chúng ta cần phải công nhận với nhau rằng kiểm tra đường huyết trong cơ thể là công việc hàng đầu và cực kỳ quan trọng để phòng tránh được những biến chứng về tim mạch. Đó là chưa kể đến đái tháo đường còn ảnh hưởng tới hệ thần kinh tự chủ, điều khiển nhịp tim. Người bệnh có thể bị tim đập nhanh bất thường khi nghỉ ngơi, hạ huyết áp tư thế đứng hoặc không nhận biết được các cơn nhồi máu cơ tim. Theo bác sĩ Trần Minh Chiết, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đái tháo đường là yếu tố nguy cơ làm tăng sự xuất hiện và mức độ trầm trọng của các biến cố tim mạch cả ở nam và nữ, như tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành lên tới 1,8 lần, tăng nguy cơ bị tai biến mạch máu não lên gấp 2,4 lần, tăng nguy cơ viêm tác động mạch chi dưới lên gấp 4,5 lần. Thống kê cũng cho thấy gần 70% số ca tử vong ở người đái tháo đường là do biến chứng tim mạch. Điều này đủ để thấy rằng tim chính là bộ phận chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi bản thân bị mắc bệnh tiểu đường và cũng thể hiện được mức độ nguy hiểm và tại sao người bệnh đái tháo đường phải phòng ngừa biến chứng tim mạch sớm. Tiếp theo là bộ phận thứ hai, đó chính là mắt. Phần lớn người bệnh tiểu đường đều gặp phải vấn đề với mắt. Đây cũng chính là một trong những cơ quan được thống kê là bị ảnh hưởng nhiều nhất khi mắc bệnh tiểu đường. Có một số lượng lớn bệnh nhân tiểu đường đã chia sẻ cho chương trình rằng bản thân bị mờ mắt, có lúc nhìn rõ, có lúc thì không nhìn rõ kể từ khi phát hiện bị mắc bệnh tiểu đường. Có một thực tế mà chúng ta phải công nhận với nhau rằng khi bản thân trở nên lớn tuổi hơn thì các bộ phận ở trong cơ thể không còn được như lúc mà chúng ta còn trẻ nữa. Và đặc biệt là đối với mắt, có một số bác khi trẻ thì mắt rất tinh tường, không cần phải đeo kính. Tuy nhiên thì sau khi về già thì lại rất khó để đọc được sách, đọc chữ và cần phải có kính thì mới đọc được. Thêm vào đó thì các bác mắc bệnh tiểu đường có những ảnh hưởng của căn bệnh này lên mắt sẽ càng làm cho mắt trở nên mờ và yếu hơn. Bác nào đã có dấu hiệu mờ mắt, ảnh hưởng của bệnh tiểu đường đã có những tác động không tốt lên mắt thì hãy điều trị ngay để tránh dẫn đến hiện tượng mù lòa. Tiếp theo là bộ phận thứ ba, đó chính là da. Tại sao lúc nào chương trình cũng nhắc nhở các bác là phải kiểm soát thật tốt chỉ số đường huyết và chỉ số HbA1c? Bởi nếu như mà đường huyết trong máu của các bác cao thì sẽ ảnh hưởng tới dây thần kinh và hệ tuần hoàn, khiến da của các bác trở nên khô và vết thương sẽ khó lành hơn. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến hoại tử. Và có một điều mà các bác cần đặc biệt lưu ý, đó chính là lượng đường trong máu cao chính là điều kiện thuận lợi để các vi khuẩn và nấm phát triển trên da. Tiếp theo là bộ phận số 4, đó chính là thận. Đầu tiên là các bác cần hiểu là thận là cơ quan có chức năng loại bỏ lượng nước dư thừa và độc tố từ quá trình chuyển hóa cùng với nước tiểu ra ngoài cơ thể. Bộ phận này đóng vai trò như một bộ lọc thận điều chỉnh lượng muối, giúp kiểm soát huyết áp, giải phóng các hormone. Nguyên nhân sâu xa mà bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến thận
là vì khi mắc phải căn bệnh này thì những cái mạch máu nhỏ ở trong thận của người bệnh sẽ bị tổn thương và thận sẽ không thể làm sạch mạch máu đúng cách. Cơ thể vì thế mà sẽ bị giữ lại nhiều muối và nước hơn cả mức cần thiết, dẫn đến việc mắt cá chân sưng phù và tăng cân quá mức. Chất thải dần dần sẽ tích tụ trong cơ thể của chính bản thân người bệnh. Và ngoài ra thì bệnh tiểu đường sẽ gây nên những tổn thương thần kinh trong cơ thể và gây ra những khó khăn cho việc thông bàng quang, khiến cho bàng quang gặp áp lực dẫn đến kẹt và tổn thương thận. Và đặc biệt là bộ phận thứ 5, đó là hệ tiêu hóa. Nếu cô bác quan sát kỹ cơ thể của mình một chút thì sẽ thấy các vấn đề về hệ tiêu hóa là biểu hiện thường thấy ở các bệnh nhân tiểu đường. Theo khảo sát thì có tới 50% bệnh nhân tiểu đường có các rắc rối liên quan tới hệ tiêu hóa. Một số bác để ý thấy sẽ có các vấn đề liên quan tới tiêu hóa mà trước đây khi chưa mắc bệnh tiểu đường thì bản thân không bao giờ gặp phải những vấn đề như vậy. Các triệu chứng thường gặp đó là ăn không ngon, khó tiêu, bệnh nhân có thể đi ngoài nhiều lần nhưng phân lại bị táo bón. Ngoài ra thì việc sử dụng thuốc cũng khiến cho cơ thể của các bác dễ gặp phải các vấn đề về tiêu hóa. Tiếp theo là phần thứ 2, con đường kỳ diệu giúp hóa giải bệnh tật, thân tâm an lạc. Cuộc sống của chúng ta thì vẫn có rất nhiều những điều tuy không thể lý giải được, nhưng con người vẫn phải tin bởi vì thật sự hiển hiện ngay trước mắt. Không còn phải là một câu chuyện cổ tích giữa đời thực và đã có rất nhiều người mắc phải những căn bệnh mà tưởng chừng như không còn một tia hy vọng nào về sự sống nữa. Nhưng cuối cùng thì nhờ vào việc luyện tập khí công, thay đổi bản thân nên cuối cùng đã gặp dữ hóa lành, bệnh tật hoàn toàn khỏi hẳn ngỡ ngàng như chưa bao giờ từng mắc bệnh. Trong một bài chia sẻ của mình, bác sĩ Dũng Vũ đã nhắn nhủ tới mọi người rằng muốn khỏe thì hãy luyện khí công. Khí công là một bộ môn luyện tập kết hợp với kỹ thuật thở. Sự kết hợp này không chỉ giúp nguyên khí sung mãn, ổn định mà còn giúp phòng trị bệnh và giữ gìn sức khỏe. Liệu pháp khí công thích hợp với tất cả các loại bệnh tật? Khí công tác động đến cơ thể ra sao? Nhìn từ góc độ của các khí công sư, quan niệm về thân thể người cũng tương tự như lý luận của Đông y. Nó gắn liền với thuyết âm dương và ngũ hành của đạo gia. Họ xem thân thể người là một hệ thống gắn liền với tự nhiên, được nuôi dưỡng bằng một loại năng lượng gọi là khí, thông qua các kênh năng lượng gọi là kinh lạc. Kinh lạc phân bố ra toàn thân là con đường vận hành của âm dương, khí huyết, tân dịch, khiến cho con người từ ngũ tạng, lục phủ, cân, mạch, cơ nhục, xương kết thành một chỉnh thể thống nhất. Hệ thống kinh lạc của cơ thể như mạng lưới giao thông trong thành phố. Nếu vận hành nhịp nhàng thông suốt thì mọi hoạt động của thành phố sẽ diễn ra tốt đẹp. Nếu ứ tắc tại đâu đó thì có rối loạn ở các bộ phận có liên quan. Các khí công sư quan niệm rằng khí chạy trong kênh phải đạt được âm dương cân bằng, đầy đủ, dịch chuyển tự do nhưng đúng hướng. Khi sự cân bằng âm dương bị phá vỡ sẽ dẫn đến rối loạn nghiêm trọng của luồng năng lượng trong hệ thống kinh mạch. Nó có thể gây ra sự thịnh suy của khí trong một số bộ phận nhất định hoặc cả hệ thống cơ thể, từ đó dẫn đến các bệnh tật. Có những sự mất cân bằng mãn tính có thể gây ra hậu quả không lớn nhưng ảnh hưởng lâu dài. Sự mất cân bằng cấp tính được thể hiện dưới dạng các bệnh như sốt hay nhiễm khuẩn. Nhiều dạng mất cân bằng phức tạp khác cũng có thể xuất hiện, mặc dù có rất nhiều loại bệnh khác nhau. Nhưng theo Đông y thì chúng đều có cùng một nguyên nhân căn bản, đó là do sự mất cân bằng âm dương trong cơ thể, kinh lạc không thông, ứ tắc, v.v. Do vậy mà mục đích của các phương pháp trị liệu, dù cho đó là kim châm, thủy châm, cứu, dùng ngải nhung để làm nóng huyệt, massage, điều trị bằng thảo dược, ăn kiêng hoặc tập khí công thì đều giúp đánh thông các dòng khí để hồi phục lại sự điều hòa và cân bằng. Điều này cũng bao gồm việc thiết lập lại sự cân bằng giữa âm và dương cho cơ thể. Khi các kinh mạch được thông khai và điều hòa thì người ta sẽ hết bệnh. Luyện tập khí công cho phép đánh thông hệ thống này, đồng thời thanh lọc, đẩy bỏ các chất độc ra ngoài cơ thể, khôi phục lại trạng thái hoạt động bình thường. Khi đó thì các bệnh tật sẽ biến mất. Như vậy thì cùng một bộ động tác nhưng tác động đến toàn cơ thể, chỗ nào cũng có tác động. Tất nhiên, hiệu quả nhanh chậm thì tùy thuộc vào đặc thù của môn phái và cách thực hành của người luyện.
luyện khí công sẽ giúp kéo dài tuổi thọ, khai mở tiềm năng, đặc biệt là tĩnh khí công giúp giảm và tiêu hao năng lượng và gia tăng năng lượng tích trữ nên có lợi cho hồi phục thể lực của người bệnh. Với giai đoạn khác nhau của người bệnh thì có thể chọn phương pháp luyện khí công khác nhau. Vậy nên trong cuộc sống này, nếu may mắn có ai đó chỉ cho các cô bác biết đến một bộ môn khí công chân chính, không phải mất tiền bạc để học, không phải theo giáo phái nào, thì cô bác hãy mở rộng lòng để tìm hiểu và kiên tâm luyện tập. Nếu có cơ duyên gặp được môn khí công chân chính thì ngàn vạn lần đó là điều may mắn trong cuộc đời của chúng ta. Chúc các cô bác sẽ có duyên biết tới những điều tốt đẹp. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 5 bộ phận dễ bị tổn thương nhiều nhất khi mắc bệnh tiểu đường để quý vị biết và phòng tránh sớm nhất. Tiếp đó là phần thứ 2, đó chính là con đường kỳ diệu giúp hóa giải mọi bệnh tật, thân tâm an lạc và không cần phải dùng đến thuốc. Hy vọng rằng những nội dung mà chương trình đã chia sẻ trong video ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm những hiểu biết, những kiến thức hữu ích nhất để có thể phòng và điều trị bệnh tiểu đường ngay tại nhà. Cảm ơn các bác đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.